sáng nay tại khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở xã Đức Tân, huyện Bộ Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Di dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã dự lễ dân hương kỷ niệm 116 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Dự lễ còn có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Di dân tỉnh Nguyễn tấn Đức, lãnh đạo huyện Bộ Đức cùng gia đình Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cùng các đại biểu của tỉnh đã dâng hoa và viếng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ thứ 20, người con ưu tú của quê hương núi ấn sông Trà. Các đoàn đại biểu của huyện Mùa Đức, xã Đức Tân và gia đình Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã dâng hoa và hương viếng Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906 trong một gia đình nho học tại xóm Cây Gạo, làng Thi Phủ Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. Sinh ra trong một gia đình quan lại triều Nguyễn, được học hành ở các trường danh giá, nhưng chàng thanh niên Phạm Văn Đồng không trở thành một người phục vụ cho chính quyền thực dân phong kiến, mà quyết tâm đi theo con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp. Đó là con đường cách mạng đầy trong gai thử thách, nhưng vô cùng vinh quang oanh liệt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người thanh niên Phạm Văn Đồng được sàng luyện đã trở thành một chiến sĩ cách mạng vô sản kiên cường và là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối của cách mạng Việt Nam, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 41 năm làm ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm làm ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm làm Thủ tướng Chính phủ, giữ nhiều trọng trách của đất nước. Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn trăn trở làm sao đất nước mình giàu mạnh, dân quê mình ấm no. Ông không những là một nhà lãnh đạo tài năng uy tín, một nhà văn hóa lớn của đất nước, mà còn là một nhà ngoại giao xuất sắc của đảng nhà nước và cách mạng Việt Nam, được bạn bè quốc tế kính trọng, khâm phục và là một trong những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ thứ 20. Kỷ niệm 116 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là dịp để ôn lại và bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng chính là tấm gương sáng để noi theo trong việc học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nhân cách Phạm Văn Đồng. Thiếu tướng Phạm Sơn Dương bày tỏ sự xúc động của bản thân ông và gia đình trước buổi lễ đầy trang trọng, tình cảm ấm áp của quê hương Quảng Ngãi dành cho cố thủ tướng. Thiếu tướng Phạm Sơn Dương chúc tỉnh Quảng Ngãi và quê hương Mùa Đức tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử cách mạng yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, để mọi người dân đều được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Gia đình thiếu tướng Phạm Sơn Dương đã trao quà lưu niệm là những hình ảnh về thủ tướng Phạm Văn Đồng với Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quê hương Mộ Đức và khu lưu niệm.